ăn đi vài con cá, năm bảy cái chột ngưa, có ai biết, ai ngờ, thế vẫn tròn dân dừ. Vâng, thưa quý vị, chột ngưa xuất hiện trong bài thơ nổi tiếng Con cá chột ngưa của nhà thơ Tổ Hữu, được làm từ cây ngưa, một loài cây trồng truyền thống. Thế nhưng ít ai biết được rằng, ở vùng quê Đông Sơn thuộc xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị lại là vùng quê duy nhất trên địa bàn còn duy trì, gìn giữ, phát triển được loài cây này. Hãy theo chân chúng tôi về với vùng quê nơi đây để tìm hiểu về cây nưa và các loài thực phẩm làm ra từ loài cây này. Cây nưa là một cái cây thực phẩm đặc trưng của địa bàn xã Hải Sơn, và cái giá trị kinh tế của cây nưa là rất là cao và cho thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng trên sào. Cái cây nưa là tần thu từ củ, sau đó cái thân thì dùng để làm thức ăn và cái lá thì để cho sử dụng cho gia súc gia cầm. Dì ơi, đối với cái loài cây nưa này thì mình trồng trong khoảng thời gian bao lâu thì thu hoạch ạ? Thì là trong buổi tháng 5 mà thu hoạch là tháng 9, tháng 10 đấy là thu hoạch. Cây nưa thì mình có thể làm ra các cái loại món ăn nào ạ? Hôm nay là nấu canh là vì cà lóc thì thịt là ngon đó thế. Còn dứa thì sắt, về chậm, về giả, về kiêu mà họ ứng dữ lắm. Chào cảm ơn chị ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo chia sẻ của người dân thì cây nưa có thể làm ra rất nhiều món ăn ngon. Hãy theo chân chúng tôi để tìm hiểu về các món ẩm thực làm từ cây nưa quý vị nhé. Chào chào chị ạ. Đối với cái món cá chột nưa rất là nổi tiếng thì chị có thể hướng dẫn cho cháu cách nấu món này được không ạ? Món cánh chuột nữa về cá lóc nấu thì rất đơn giản. Nói chung là mình nấu bắc nước lên, nước sôi. Và trong sau khi cái chuột nữa đi đã chế biến làm sạch sẽ rồi thì mình đổ vô, nước sôi rồi là đổ vô. Mình đổ vô và nấu cho nó sôi, sôi mềm ra rồi úm cá lóc mềm chín rồi úm cá lóc và đổ lên là được. Và sau khi có cái nhà thì họ nấu bằng người thì họ ứa là lốt. Còn người thì họ ưa là trứng, nhưng đặc biệt là trứng là ngon hơn. Sau khi trộn xuống là cho mau me về là trứng đó. Vâng, bởi những lưu ý nhỏ nhỏ trong việc chế biến cây nưa thì một nồi cá lóc nấu về nưa đã được hoàn thành. Cảm ơn chị Khánh đã có những chia sẻ với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn một lần ghé về Đông Sơn, Hải Sơn, Hải Lăng để được thưởng thức các món ăn thơm ngon đặc biệt từ cây nưa.